Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, trên địa bàn huyện Yên Châu xảy ra mưa to, gây ra lũ trên các suối, làm thiệt hại về nhà cửa, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Theo thống kê sơ bộ, huyện Yên Châu có 99 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 35 nhà bị sạt lở, 27 nhà bị ngập, 37 nhà ven suối sạt có nguy cơ bị sạt, trôi, 75 hectare lúa, ngô bị vùi lấp, gần 7 hectare nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, một cầu treo bị hư hỏng. Ngoài ra, mưa bão còn gây sạt lở nhiều tuyến đường, ước tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Ngay sau khi mưa bão xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu đã thành lập 15 tổ công tác, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện công tác phòng chống thiên tai, rà soát các điểm xung yếu để có phương án kịp thời hỗ trợ dân, huy động trên 1.300 nhân lực là công an, quân sự, dân quân tự vệ và các lực lượng tại cơ sở để ứng cứu kịp thời các tình huống. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã bị ảnh hưởng, tổ chức kiểm tra, xác minh thiệt hại thực tế, huy động nhân lực, vật lực tại chỗ để khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo thông tuyến, vận động nhân dân trong bản, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại di dời tài sản đến nơi ở mới an toàn.